Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục bắn C4 và cái khẩu mình cầm đó chính là khẩu 9A91 Camo, hay còn gọi là 9A91S đấy. Thì đấy là theo phong cách của Crossfire Legion. Cái khẩu này thì các bạn có thể nhận free và cách để nhận thì anh em cũng biết rồi. Bây giờ cứ vào điểm danh là sẽ nhận được súng thôi, không cần làm gì nhiều, chỉ một lần nhấp và vạn lần vui. Vâng, cái khẩu này thì nó rất là ít đạn và không có cái khẩu súng nào có thể ép đạn được cho nó. Mình đã lắp thông sơn vào ép đạn mà nó không lên đạn anh em ạ. Mình nghĩ khi mà nâng lên 9A91 Ares thì nó mới được ép đạn thôi. À, này thì đứng giữa mic như là trốn không người ấy. Vâng, sub mặt lờ. What the hell? Mình thấy thằng đây này và chết luôn rồi. Không thể tin được, team mình đẩy rất là nhanh. Cái khẩu súng này thì được cái nó bắn không giật. Đấy, không giật thì rất tốt cho những em mà anh em nào mà bắn chưa quen cái độ giật của súng. Đấy, rất là tốt luôn. Nếu các bạn có tiền thì bỏ ra 300 kim cương có thể nâng lên 9A91 Ares thì có thể nâng có thể gì đây? Bắn nhau này. Có thể là ép đạn từ Thompson VIP. Đấy, còn như này thì chỉ có 26 phiên, 26 viên thôi, bắn rất là cùi. Mắc cùi luôn ấy. Vâng, hàng free mà. Rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh, tự tin khoe cá tính. Nãy mình đục lên từ cái dưới hầm B mình đẩy lên. Mình nghĩ nó sẽ chết ở đây. Anh em cũng học theo. Cầm full set 9A91. Vâng, cũng gọi là sấp mặt L. Bây giờ sẽ là nó nấp ở nhà. Ok, cuối A. Ok luôn, một thằng ở nhà, một thằng cuối A. Vậy là mình đã nắm rõ tình hình rồi. Bây giờ mình sẽ nấp chỗ nào để có thể là clear được team. Chắc chỗ này, đấy cái chỗ anh em. Này thì tôi cho ngồi. Mình cứ tưởng là thằng cuối B, sao lại đi lại nó ép hai thằng luôn nhỉ? Thật là hư cấu. Vâng. Một pha phán đoán cực kỳ sai của mình. Cái đấy là do đồng đội nó tác động vào thôi. Tôi nếu mà nói hai thằng giữa mic thì ok rồi. Thằng đấy thay đạn. Trời đất. Vâng, chết mắc xàm. Ok, không sao. I'm fine. Mình sẽ cố gắng hơn. Cái khẩu này tuy là nó thuộc dạng cối bắp nhưng mình bắn nó cũng được. Được cái là không giật. Đấy, anh em không có 9A91 Camo thì toàn cầm 9A91 Ares. Vâng, vào nó snip chết một mả người. Không thể tin được. Vâng, đồng đội mình đã sấp mặt lờ hết. Bây giờ còn hai người. Shizu cũng cầm súng giống mình. Rồi tịch luôn. Vâng, đọ không? Đọ súng không? Súng súng bố mày mạnh lắm. Đấy, 9A91 Camo. Khói à? Ok. Mày đi. Ơi, tình nhiên. Cầm lục. Tình nhiên thì này hình như là cầm 3Z đục một mả người nằm xuống ở khu vực cao A. Và bây giờ nó sẽ đi vào đâu đây? Nó sẽ đi vào đâu? Mặt bạn. Ủa ơi, giơ cái mặt cho ra người giơ cái mặt ra cho người ta bắn thì bảo làm sao không chết được. Vâng, sấp mặt lờ. Cầm bom luôn cho nó chất anh em ạ. Anh em bắn phích mạng kinh quá. Mình bắn có sao đâu mà anh em phích kinh cũng tởm. Thằng 3Z nó đục tận 2-3 thằng. Không thể hiểu được. Không thể hiểu được cái lối bắn của anh em. Chắc là muốn đẩy lên mà. Súng này súng cùi. Có phải súng VIP đâu mà đẩy lên như đúng rồi vậy. Anh em có thể cầm AK thì đẩy lên ok. Nhưng thực sự nếu mà cầm những cái khẩu súng cùi như này thì bắn bình tĩnh thôi. Không đẩy lên hổ báo được. Vâng, trong nhóm có thằng cầm đua TMP luôn. Chắc thằng này nghe sai rồi. Nó cứ tưởng là cầm dòng SMG là được ấy. Vâng, dòng đấy thì bá hơn cả. Bá hơn cả những cái khẩu súng như là Thompson rồi. Nó bá nhất rồi, nó bá hơn cả AK VIP rồi. Bạn cầm như thế thì khôn quá. Vâng, cũng thuộc dòng SMG nhưng sức mệnh của nó thì mạnh nhất cái CFM luôn rồi. Rồi. Vâng, nhân vật hơi đen. Nó rất hợp với khẩu súng. Vâng, súng này mà núp bụi với núp các kiểu bá. Vâng, nhưng trong C4 thì không núp bụi được. Vâng, trong Battleground thì có thể là núp bụi được chứ còn game này không đâu. Anh em thử núp bụi đi. Nó bắn sấp mặt lờ.
trên kia kìa. Đậu xanh bị đẩy lên luôn nhá. Đấy đấy đấy, dầu nhất đây. Ôi chết hết kìa. Trên khu vực hẻm A, mình biết rồi. Vâng, mình lại gánh team. Nếu thì hiểu được, bắn chết hai thằng. Nó đâu? Bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính. Vâng, đặt bom. Vâng, lòi ra, lòi cái mặt ra xem nào. À, thấy rồi. Này đi, mày làm gì? Đấu xuống không? Đấu xuống không? Ồ, yếu rồi. Có nên đẩy lên không ta? Nó yếu rồi các bạn ạ. Vâng, tương flash để cho nó sợ. Ui, hết giờ bá rồi. Hết giờ bá rồi. Rồi cho mình sẽ quyết định đẩy lên đi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Ngu thế nhở? Thế eo nào? Sợ đeo gì nhở? Nó yếu rồi. Pha đấy mình nhập tầm quá. Thôi không sao. Con này cũng dễ thắng thôi. Anh em cố một tí là thắng được mà. Đơn giản. Cơ bản là anh em bắn phích mạng nhiều quá. Chứ mấy tay này bắn cũng bình thường. Vâng, nói thế thôi, lát nó dã sấp mặt lờ ra. Anh em bình tĩnh. Rồi, bắt đầu tường bom flash các kiểu. Đấy, bắt đầu đẩy lên. Vâng, tiếp theo là sấp mặt. Thế thôi. Rồi, nói có sai đâu. Đâu xanh. Đấy, anh em mình thấy mình nói có sai không ạ? Không thể hiểu được. Vâng, đã sấp mặt lờ. Mình sẽ đứng đây kênh. Kiểu gì nó cũng đẩy lên thôi. Tại vì khi mà bắn chết người thì nó sẽ có một cái trạng thái như là phía trước không có người ấy. Đấy, đây đây đây. Đây, nói có sai đâu. Vâng, một băng chết luôn này. Anh em thấy mệnh không ạ? Chưa đến một băng. Và đấy mình bất chấp và thay đạn luôn. Tại vì cái khẩu này nó rất là ít đạn. À, mày yếu nó còn ra gió này. Trúng gió chưa? Vẫn chưa trúng gió à? Vẫn còn hai thằng. Còn hai thằng. Có đẩy lên không? Mình đẩy lên luôn này. Cẩn thận, nó đi từ khu vực hầm lên thì cũng sấp mặt lờ đấy. Đừng đùa. Đừng đùa với lửa. Rồi, chết luôn. Hay lắm, DM. Sao lại cứ bắt mình gánh tim ấy nhỉ? Vâng, tường bom flash các kiểu. Biết rồi. Xoắn làm cái gì? Đây đây. Mày đi vào đây. Tình niên. Nãy mình là núp bên kia. Và bây giờ núp bên này. Vâng. Cày. Cày lắm. Về A đi. Ok, đi mic về A. Nó bảo mình đi mic về A thì ok, nghe lời đồng đội. I'm fine. Để xem. Ở A hay B vậy? B này có sai đâu. Có sai đâu. Vâng, clear. À, hi hi. Tuyệt vời. Đấy, xem mình gánh team bựa không ạ? Mắc bựa luôn. Tuyệt vời, cộng thêm được AP. Clear team không biết là cộng thêm AP nữa không. Chắc là không đâu. Gỡ bom thôi. Tham thì thầm. Ít ít thôi cũng được. Vâng, toàn clear team như thế này. Ăn hết phần của anh em. Thật là khổ. Ôi, cầm đua TMP làm gì? Trời đất. Thanh niên cầm đua TMP để sấp mặt nãy giờ. Không thể hiểu được thanh niên bay đấy bắn kiểu gì nữa. Đua TMP thì sợ gì nhở? Cầm ra mà sấy như một cái máy thôi. Vâng, ở dưới hầm có. Cuối A, snip trừ 54. Ơ, ăn hết rồi. What the hell? Rồi, nó cuốn sạch. Vâng, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Và các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Cái team này bắn cũng dị dị nhở. Các bọn đấy sai hay là bọn đấy nhường mình nhở? What the fuck.
đưa lên YouTube thì anh em sợ anh em bảo là diễn sâu,